Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đến với những tình huống giao thông mà chúng ta hay gặp khi lưu thông ở trên đường. Sự việc đầu tiên xảy ra vào ngày 18 tháng 4 2024. Ôi, một chiếc xe cứu hộ đi kiểu gì vậy ta? Đi như thế này thì làm sao mà có thể đỡ nổi? Đã có một tình huống tai nạn xảy ra rồi. Một tình huống vượt lên từ phía sau khá hậu của xe cứu hộ. Một điều khá là may mắn cho chiếc xe có lắp camera hành trình. Vì ở tình huống này, nếu như không có may mắn thì có thể chiếc xe có lắp camera hành trình cũng đã phải hứng chịu một tình huống quá chậm. Ôi, không biết lý do như thế nào mà chiếc xe tải ở bên cạnh lại lấn sang phần đường cũng như là ép chiếc xe tập lái. Chiếc xe tập lái ngay sau đó cũng đã đánh lái sang trái để tránh khỏi một tình huống tai nạn. Rõ ràng là chiếc xe tập lái cũng đang đi ở trong làn có tốc độ thấp. Ôi. Một pha sang đường có thể nói là sang đường theo kiểu là chị đã mua đường rồi. Do đó chị muốn sang đường như thế nào là chuyện của chị. Chính là chiếc xe gắn máy này. Sao tình huống sang đường không dầm trước nhìn sau? Chiếc xe gắn máy đã xảy ra tai nạn với chiếc ô tô màu xanh. May mắn là chị gái vẫn an toàn. Vẫn còn cơ hội để chị gái rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm. Tình huống xảy ra ngay tại khúc cua. Ôi, sao lại vượt ấu? Ôi, chiếc xe có lắp camera hành trình đã đánh lái để tránh một tình huống vượt ẩu từ phía trên của một chiếc xe tải, đã khiến cho một bên của chiếc xe có lắp camera hành trình bị rơi xuống rãnh. Tình huống diễn ra trong đêm tối. Cái gì mà đèn ở phía trước sáng thế? Ui, đã có một tình huống tai nạn xảy ra rồi. Chúng ta cùng nhau xem chậm lại tình huống này để biết lý do vì sao chiếc xe có lắp camera hành trình lại xảy ra tai nạn. Có lẽ do chiếc xe tải ở phía trước dừng lại bất ngờ, khiến cho chiếc xe có camera hành trình không kịp xử lý và đã có một tình huống va chạm từ phía sau giữa chiếc xe có lắp camera hành trình với chiếc xe tải ở phía trước. Lúc xảy ra sự việc này thì mưa khá lớn, mặt đường thì cũng trơn trượt. Gặp những tình huống như thế này, dù là xe gắn máy hay là xe ô tô hoặc là những loại xe cơ giới lớn khác, thì chúng ta nên lưu thông với một tốc độ chậm nhất có thể để đảm bảo an toàn. Ôi, người đi xe gắn máy đã liều lĩnh vượt lên từ phía sau, và chiếc xe gắn máy đã bất ngờ khi thấy ở phía trước có một chiếc xe khách đang sang đường, do đó đã không xử lý kịp khiến chiếc xe ngã nhau xuống đường. May mắn là trong lúc xảy ra sự việc này, người điều khiển chiếc xe gắn máy kia vẫn an toàn. Thì nữa đây, chúng ta cùng nhau xem và nhận định coi ở trong tình huống này ai đúng ai sai đây. Chiếc xe ô tô màu đen đang từ từ di chuyển, nhưng mà có vẻ như chiếc xe ô tô màu đen này di chuyển một cách không được dứt khoát, di chuyển khá là ngập ngừng. Và lúc này thanh chắn mới hạ xuống, và trong lúc thanh chắn này hạ xuống đã xảy ra quá chậm với chiếc xe ô tô màu đen này. Theo các bạn là ai đúng ai sai ở trong sự việc này? Chúng ta sẽ cùng nhau xem chậm, xem rõ lại tình huống này một lần nữa. Thật sự cực kỳ khó hiểu tại sao chiếc ô tô màu đen không di chuyển ra một cách dứt khoát mà lại di chuyển một cách ngập ngừng. Di chuyển rồi lại dừng lại, dừng lại rồi lại di chuyển. Gì đây? Ôi, có chừng, rồi mẹ đẹp ơi.
một tình huống lái xe không tập trung, không giữ khoảng cách an toàn của người đi xe gắn máy. Người đi xe gắn máy không tập trung lái xe, do đó đã bất ngờ khi chiếc xe tải ở phía trước dừng lại và đã có một tình huống va chạm từ phía sau giữa chiếc xe gắn máy với chiếc xe tải ở phía trước. Và sau tình huống tai nạn này, người đi xe gắn máy đã chạy lên phía trước thì phải, và tài xế trên chiếc xe tải này cũng đã bước xuống và tiến về phía sau để coi coi mức độ hư hỏng là như thế nào. Vậy là tài xế đã yêu cầu người đi xe gắn máy phải lùi lại và giải quyết sự việc này một cách đàng hoàng. Một chiếc xe đang đi ngược chiều ở trên cầu tốc là một chiếc xe đầu kéo, đúng không ta? Chính xác rồi, là một chiếc xe đầu kéo đi ngược chiều ở trên cao tốc. Một pha vượt đèn đỏ khá hậu của một chiếc xe đầu kéo. Ôi, hên thiệt. Cứ ngỡ là đã có một tình huống tai nạn xảy ra rồi, nhưng không. May mắn vẫn còn. Một pha vượt đèn đỏ cực kỳ liều lĩnh của chiếc xe đầu kéo. Xin đây. Ui, có một chiếc xe khách đang láng qua láng lại, chạy theo kiểu là sao trẻ, chạy hết làn đường bên trong, vượt bên trái xong rồi lại chuyển làn để vượt bên phải, và vượt bên phải xong thì lại tiếp tục chuyển làn để vượt sang trái đi ngược chiều. Một tình huống chạy theo kiểu sao trẻ của xe khách, tình huống diễn ra trong đêm tối. Xin đây. Ôi, sao lại vượt ấu? Ui, là xe tải các bạn ạ. Vượt ngay khu vực cấm vượt, một tình huống vượt lên cực kỳ lưu lĩnh. Tình huống xảy ra ngay tại khúc cua lại tiếp tục là một tình huống vượt ấu qua lần này. Lần này là đến xe bồn. Sợ thế. Ôi, sao mà mất vệ sinh thế? Ui, không biết chuyện như thế nào mà người đàn ông này lại có những thái độ cũng như là những hành động rất khó để có thể chấp nhận được. Không biết sợ trước đó có một tình huống giao thông va chạm gì hay không. Gì nữa đây? Sự việc này xảy ra vào ngày 27 tháng 5 2024. Ui, hình phá. Ui, lại tiếp tục là một pha vượt ẩu của một chiếc xe tải. Ghê quá, sợ quá. Hai chiếc xe này đang cự cãi với nhau ở trên đường. Hai tài xế trên hai chiếc xe này không ai chịu nhường ai, và cuối cùng họ dừng lại và tấp vào bên trong lề để giải quyết sự việc này. Rồi, cả hai chiếc xe đã dừng lại rồi, một chiếc xe 16 chỗ và một chiếc xe tải. Ôi, gì thế? Ai, bình tĩnh nào. Ôi, chuyện có vẻ hơi phức tạp à nghe. Bình tĩnh nào. Hy vọng rằng cả hai tài xế sẽ thật sự bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh. Theo như vạch kẻ ở dưới đường là làn đường này chỉ được phép rẽ trái. Sự việc xảy ra vào ngày 18 tháng 6 2024. Và chiếc xe có lắp camera hành trình đang dừng chờ đèn đỏ lúc này mới lưu thông tiếp tục, thì từ phía sau, từ bên làn đường được phép rẽ trái, thì bất ngờ có một chiếc ô tô bộ đang vượt lên và tạt đầu chiếc xe có lắp camera trên một tình huống quá dễ để xảy ra quá chậm. Hai chiếc xe này đang khung lỗi đi vào làn đường khẩn cấp, và ở phía trước có một chiếc xe rác. Và lúc này hai chiếc xe đang đi vào bên trong làn đường khẩn cấp, đang có ý định muốn nhập làn đi lại đúng phần đường làn đường, nhưng mà tài xế xe rác ở phía trước thì nhất quyết không cho họ có cơ hội đó. Kẹt xe một tí thôi thì đâu đó sẽ có một vài phương tiện đi vào làn đường khẩn cấp, điển hình là như ở trong tình huống này.
một chiếc xe ô tô màu đen đang khôn lợi, không chịu xếp hàng và đang cố gắng chen lên thì bất ngờ ở phía trên có một chiếc xe tải đang lưu thông xuống và bắt buộc chiếc xe ô tô màu đen này phải lùi lại và xếp hàng lại từ đầu. Cứ ngỡ đi như thế này sẽ nhanh thêm được một tí, nhưng mà cuối cùng thì phải lùi lại để xếp hàng. Một chiếc xe ô tô màu trắng không chịu xếp hàng, đang cố gắng chen vào. Đây, những chiếc xe khác thì đang xếp hàng, nhưng mà chiếc ô tô màu trắng này thì lại không chịu xếp hàng và đang cố gắng chen vào cho bằng được. Đường cao tốc là không dành cho xe gắn máy lưu thông, nhưng bằng một cách nào đó mà hai người đi xe gắn máy này lại có thể đi qua được bên trong đường cao tốc. Hy vọng rằng cả hai cô gái sẽ an toàn và bình an, và sẽ rút kinh nghiệm và nhận ra cái sai để không xảy ra những cái trường hợp, những cái tình huống tương tự như thế này trong tương lai. Lại tiếp tục là đi vào đường cao tốc. Một người phụ nữ đi trên xe gắn máy đang chạy bon bon ở trên cao tốc. Cảm ơn bà con, cô bác, anh chị đã xem hết những cái tình huống giao thông có trên kênh của Tin 5 Phút. Chúc tất cả bác tài, bà con, cô bác, anh chị chúng ta thật là nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại bà con, cô bác, anh chị gần xa trong những cái tình huống giao thông tiếp theo. Bye bye.